Nhà báo Ngự Miêu trò chuyện cùng em Bùi Bảo Duy, nhân vật của Hành Trình Thiện Nguyện số 2. Tháng 1 năm 2024, câu lạc bộ Thiện Nguyện Ngày Xanh. Hai chư cháu mình nói chuyện với nhau trước nhé. Dạ. Con tên là gì nè? Con tên là Bùi Bảo Duy ạ. Thế vậy thì là khi mà cái chân mình bị đau như thế này ấy, thì con đi học nó có những khó khăn như thế nào, nó con kể chú nghe nè. Lúc con đi học thì có rất nhiều khó khăn. Mỗi lúc mới tập đi thì vẫn đi khập khiễng, với cả là đi đến trường thì mệt, nhưng mà giờ đi quen rồi thì đỡ mệt hơn nữa, cả không bị khập khiễng nữa. Thế vậy khi mà con đi học này đến thì từ hồi bé đến giờ thì có bao giờ bị bạn bè trêu hay là cười hay như nào không? Không. Thế vậy khi mà bây giờ đi học như này thì trong lớp thì các thầy các cô đã giúp con như nào nè? Các thầy cô đã giúp con và cho con những lời khuyên và giúp con tăng thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống. Ok. Thế vậy con có ước mơ gì không, kể cho chú nghe nào? Ước mơ con là gì? Tin công nghệ. Tin công nghệ. Có nghĩa là ý là sau này con muốn trở thành gì? Bây giờ nhá, bây giờ họ có những cái này kỹ sư tin học này. À, đúng rồi. Hay là chuyên gia về công nghệ thông tin này, đấy, hoặc là ví dụ như là an ninh mạng này, đấy, thì là con đang nghĩ trong đầu cái ước mơ của mình là mình sẽ trở thành một người như thế nào? Kỹ sư tin nghệ. Kỹ sư tin học công nghệ đúng không? Được. Thế tại sao con lại thích làm cái nghề này, con lại ước mơ của con lại là kỹ sư tin học? Vì con biết đi, với cả là ngồi cái đấy là dùng bằng tay, với cả là ngồi im một chỗ từ máy tính thì tận tiện hơn là đi làm. Con kể một chút về bạn Mẫn đi. Bạn Mẫn rất là vui tính. Lúc nào mà thấy con mà đi mưa thì bạn sẽ phụ ra bạn bế con. Nhìn bạn hơi kiêu căng nhưng mà bạn rất là vui và hay giúp đỡ bạn bè. Rồi thế vậy chú chúc con có nhiều sức khỏe nhá. Chúc con nhiều sức khỏe này, học tập tốt này. Đấy thì chú chỉ muốn nói thế này này. Cái mình thì không may một chút là cái chân mình nó bị đau. Đấy nhưng mà đó không phải là lý do. Rất nhiều người ngoài kia này, là kể cả có những anh chị, có những chú mà họ cũng bị đau chân như con. Họ cũng phải ngồi xe lăn. Nhưng hiện tại bây giờ là họ đang làm việc cho các tập đoàn quốc tế. Họ làm việc toàn cầu. Họ rất là giỏi, họ là thiên tài luôn. Nên là cái chuyện mà mình bị đau chân nó sẽ không phải là một cái gì nó quá to tát cả. Chỉ là kém may mắn với các bạn một chút thôi. Đúng không? Nên là tương lai của con còn rất là rộng lớn. Con hoàn toàn có thể trở thành một kỹ sư công nghệ, hoàn toàn có trở thành một người rất là giỏi, làm việc ở những công ty, những doanh nghiệp lớn, thậm chí là ra nước ngoài làm việc là hoàn toàn có. Nên là chú chúc con là nhiều sức khỏe, đúng không? Và học tập thật tốt. Và nếu mình có ước mơ thì con cứ đi theo ước mơ thì nhất định là sẽ thành công, đúng không? Dạ, con cảm ơn chú. Nhá, rồi chú cảm ơn con đã bắt tay con một cái nè. Nhá, rồi chú cảm ơn con. Bạn đang xem video trên kênh của nhà báo Ngự Miêu, kênh chia sẻ những thông điệp cuộc sống, những hành trình thiện nguyện và những kiến thức kỹ năng để trở thành một chuyên gia xử lý khủng hoảng truyền thông. Bạn có thể tìm kiếm các thông tin liên quan khi search từ khóa nhà báo Ngự Miêu trên Google. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo.